Mimi Tarot, mình ở đây để trả những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cực bản nhất. Ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là còn bao xa. Chúng ta có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3. Đây là hoa cẩm chướng. 1 này. 2 này. Đấy nét nào. Và 3. Hoa màu kiểu màu 10 giờ ấy. Nhạt hơn một chút và nhạt hơn nữa một chút. Ok. Với cái chủ đề này á, thì mình mong muốn là ở đây còn bao xa thì nó có thể là giống như là cái khoảng cách đến khi nào mà bạn có thể dừng chân, hay là giống như là có thể là lên level mới, hay là nghỉ một trạm dừng chân. Bởi vì thực tế là chúng ta chưa không bao giờ có cái đích đến cuối cùng cả. Chúng ta sẽ luôn luôn tiến lên phía trước, sẽ có những dấu mốc, những cái đích đến giống như là một chặng nghỉ trong cuộc hành trình của chúng ta vậy. Ok, mình hy vọng là các bạn nắm được cái tinh thần của trải bài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu với số 1 nha. Ok, xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi là còn bao xa, trong tụ bài số 1 này thì mình thấy là những cái người mà chọn tụ bài số 1 này, các bạn đã đi một hành trình rất dài rồi. Và ở cái thời điểm này hoặc là thời điểm tiếp theo, đối với một số bạn thì có thể là các bạn đã bắt đầu nhận được những cái thành quả, những cái sự cái tín hiệu tích cực trong cuộc hành trình của các bạn rồi. Còn đối với những ai mà chưa ấy, thì mình thấy là rất sớm thôi, các bạn sẽ nhận được cái thành quả mà các bạn mong muốn. Các bạn sẽ có được sự vui vẻ, sự trọn vẹn, hạnh phúc về mặt cảm xúc. Đây các bạn có 10 ly này. Các bạn nhận được sự động viên, sự công nhận từ mọi người trong tập thể. Bạn tỏa ra một cái ánh hào quang rất là thu hút người khác. Bởi vì có thể sắp tới đây, nếu như chưa thì có thể sắp tới đây bạn sẽ tiếp tục gặt hái được rất là nhiều những cái thành công. Và cái tụ bài này thì mình thấy là bạn đã rất là cố gắng, rất là nỗ lực cho cái mục tiêu của bạn, cho cái cuộc hành trình của bạn. Đó có thể là bất kỳ điều gì, tình yêu, công việc hay gì đó, hay là du học nước ngoài gì đó. Thì mình thấy là sắp tới đây các bạn sẽ nhận được cái thành quả rất sớm thôi. Và tất nhiên rồi, tất cả những cái thành quả này không bao giờ nó tự nhiên nó đến với cuộc sống của các bạn cả, mà các bạn đã nỗ lực và cố gắng rất là nhiều. Có thể là các bạn đã có những cái tháng ngày mà soi gương, tự nhìn lại bản thân mình, xem bản thân mình có điều gì cần phải rút kinh nghiệm, có điều gì phải xem xét lại hay không. Và các bạn đã chọn cái việc đó là thay đổi cái góc nhìn. Ở đây thì có người, thôi không đề cập đến cung nha. Mình thấy là cái tụ này á, nếu như các bạn nữ chọn nhiều á, nó giống như là thể hiện cái sự nữ quyền của bản thân. Các bạn độc lập và các bạn biết là mình cần phải làm gì, cần phải muốn gì. Nữ hay nam thì cũng thế thôi. Và có thể là các bạn rất là độc lập về tài chính. Các bạn có một cái nguồn tài chính vững chắc, bạn đang tiến đến xây dựng một cái mục tiêu như vậy. Thì nó sẽ thành công. Và đặc biệt chú ý đến cái vấn đề giao tiếp. Có thể bạn là một cái người mà sẽ rất là tỏa sáng, rất là hoạt ngôn trong cách nói chuyện, tất cả mọi thứ ấy, rất là thu hút người khác. Cho nên đó cũng là một trong những cái chìa khóa giúp cho bạn đi đến được cái sự thành công ở đây. Và tụ bài này thì mình thấy là nó giống như là các bạn đã sắp đến cái trạm dừng chân, một cái trạm nghỉ chân, một cái dấu mốc quan trọng trong cuộc sống, trong cuộc hành trình của các bạn rồi. Sẽ có những cái thay đổi đến. Có thể nếu như đối với những ai mà đang chờ ấy, thì sắp tới là các bạn sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp này. Các bạn rất biết là mình cần phải làm gì, cần phải muốn gì. Và bạn không phải là cái kiểu như là ngồi yên chờ thời tới hay chờ vận may tới. Các bạn hành động, các bạn làm việc, các bạn cố gắng. Cho nên là cái việc thành quả này nó đến với các bạn ấy, nó là tất yếu. Có thể trước đây bạn có những cái tổn thương về đứa trẻ bên trong, bạn rất là tổn thương. Nhưng mà bạn chọn cái việc đó là soi gương, nhìn lại mình và thay đổi góc nhìn. Đây là một điều rất là tốt. Và sắp tới, và bạn cũng sẽ nhận ra thôi, tình yêu ở khắp mọi nơi trong chúng ta. Sắp tới thành công này có thể liên quan đến danh vọng, tiền bạc, tài chính, có thể liên quan đến công việc, cũng có thể liên quan đến
gia đình, đến đến cái mối quan hệ nào đó của các bạn. Và vũ trụ nói với bạn rằng khi mà bạn tức là nhìn mọi thứ với cái niềm tin của bạn với vũ trụ ấy, thì bạn sẽ thực sự cảm thấy bình yên. Có một điều nữa, đấy là mình thấy là các bạn đã rất là rõ ràng đối với những cái bạn chọn tụ bài đầu tiên này ấy, các bạn rất là rõ ràng trong việc bản thân bạn muốn gì, hay là bản thân bạn xác định con đường gì, mục tiêu của bạn như thế nào, nó rất là rõ ràng rồi, giống như là một cái la bàn ấy. Bạn biết rõ hướng đi của bản thân bạn rồi, cho nên là khi mà bạn phấn đấu, bạn cố gắng á, bạn đạt được á, đó là cái điều mà giống như là trồng cây thì chắc chắn nó sẽ ra quả kiểu vậy. Một điều nữa đấy là hãy cẩn thận một chút, tại vì trước khi mà bạn đạt được những điều mà bạn muốn á, có thể sẽ có vài khó khăn xảy ra, cho nên là đừng lản lòng, hãy bình tĩnh. Và tất cả mọi thứ ấy, nó có thể giải quyết bằng cái việc là giao tiếp, nói chuyện với nhau. Cho nên là nếu gặp khó khăn, hãy bình tĩnh giải quyết, không phải xoắn, và cũng đừng mất đi niềm tin. Giống như là các cái ảnh mà mọi người có thể xem trên nhiều trên Facebook hay là các cái trang mạng xã hội á, về hai cái người đào vàng đào kim cương á, có người mà đào gần đến kim cương rồi thì họ mệt quá là họ bỏ cuộc, còn cái người còn lại đào đào mãi đến cuối cùng họ cũng nhận được cái thành quả của họ. Cho nên là trước khi mà mặt trời đến hay là trước khi đạt được thứ mà mình muốn á, đừng bỏ cuộc nhé. Và hãy luôn luôn can đảm đối mặt với thách thức. Cái lá bài này là nói với cái việc đó là hãy 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 lấy lại cái sức mạnh của bản thân để đứng lên, tiến lên về phía trước. Nếu như các bạn còn đang trong cái tình trạng bơ vơ mà không biết đường ra, không biết lối ra ấy, thì hãy hãy tin tưởng, và sắp tới đây mọi thứ nó sẽ có một cái luồng gió mới, một cái sự thay đổi rất là lớn đến với cuộc sống các bạn. Bởi vì bạn đã nỗ lực và cố gắng, đây là thành quả tốt dành cho bạn. Đó là tụ bài đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với tụ bài số 2 nha. Số 2 đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là còn bao xa? Còn bao xa ở đây có thể là còn qua xa thì các bạn đến được cái trạm dừng chân, có thể lên level mới trong cuộc sống, có thể phấn đấu trở thành một con người khác hay gì đó, tùy vào cái mục đích và cái cuộc hành trình riêng của các bạn. Còn bao xa? Ở tụ bài này trước tiên mình phân tích một chút, có thể là cuộc sống của các bạn á, nó sao nhỉ? Nó giống như là một cái vòng lặp, nó giống như là cái vòng tuần hoàn, nó giống như là cái vòng vòng tròn, bạn cứ đi vòng vòng trong cái vòng tròn đấy mà không không thoát ra được. Bởi vì là bạn đi được một quãng đường, bạn cảm thấy là giống như là mọi thứ có lẽ là đã ổn rồi, thì tiếp tục lại xảy đến những cái sự việc nó rất là bất ngờ, nó rất là bất ngờ, nó khiến bạn sốc. Đó có thể là những cái sự kiện khó khăn mà nó đòi hỏi bạn phải giải quyết chúng. Thì có thể ở thời điểm hiện tại bạn đang rất là tập trung cho công việc của các bạn. Và đôi khi bạn cảm thấy giống như là tại sao đây giống như là một cái vòng lặp mãi mà bạn không thể thoát ra được. Thật ra thì tất cả đều có lý do của nó mà thôi. Còn bao xa thì mình thấy là bạn cần phải phá vỡ cái vòng lặp của các bạn. Sắp tới đây mình thấy là có thể bạn sẽ đứng trước những sự lựa chọn. Có thể là hai đường đi, ý là có hai lối đi cho bạn. Bạn sẽ phải chọn nó, và mình thấy là một đường đi sẽ khiến bạn cứ tiếp tục ở trong cái vòng tròn lòng vòng đấy, và một đường đi thì nó sẽ khiến bạn đi thẳng ra một cái bước ngoặt mới, một cái cuộc sống mới. Thì muốn làm sao để mà có thể chọn được cái sự lựa chọn đúng đắn nhất để thoát ra khỏi cái vòng lặp cũ ấy, đấy là đầu tiên hãy bình tĩnh, hãy tìm về cái sự bình yên của bản thân các bạn trước. Bởi vì khi mà các bạn còn đang rối ren trong bản thân, trong con người, trong tâm trí của các bạn ấy, lúc đấy bạn sẽ không thể nghĩ ra, không thể chọn được cho mình là bạn sẽ đi cái con đường nào, và bạn sẽ dễ bị cái ego của bạn nó lấn át. Trái tim của bạn sẽ là nơi, sẽ là điều, sẽ là thứ hướng dẫn các bạn. Cho nên là hãy bình tĩnh và lắng nghe, hãy đi tìm cái sự hài hòa trong bản thân của mình trước đã. Còn bao xa ở đây thì
Đối với tụ bài số 2 này ấy, thì mình thấy là nó phụ thuộc vào bạn và cái quyết định vào sự lựa chọn của các bạn. Nó phụ thuộc vào các bạn đó là các bạn chọn cái con đường nào, chọn cái vòng lặp cũ hay là bước ra phía bên ngoài. Thật ra đây cũng có thể nó nói về cái vùng an toàn của các bạn ở trong cái vùng đó và các bạn cứ ngồi đấy than thân trách phận là tại sao mọi thứ lại như thế. Thật ra cái điều này nó là không lên. Các bạn cần phải ý thức được rằng là cái vấn đề của các bạn là gì, vì sao các bạn cứ phải lặp đi lặp lại những cái sự vật sự việc, những cái vấn đề như thế. Đây là có thể là bởi vì các bạn không đưa ra được cái quyết định, không đưa ra được cái quyết định, không đưa ra được cái sự quyết đoán của bản thân để phá vỡ cái vòng lặp cũ. Mình thấy là các bạn sẽ nhận được sự trợ giúp, cho nên là hãy cứ bình tĩnh và biết được rằng là những vũ trụ luôn đứng ở bên sau các bạn, chống lưng cho bạn, bảo vệ cho các bạn. Chắc chắn là sẽ có, bạn sẽ phải đứng trước những sự lựa chọn và để cân đo đong đếm xem là các bạn chọn cái điều gì. Và hãy lạc quan lên. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, sự trợ giúp, những dấu hiệu từ vũ trụ và hãy lắng nghe con tim của bạn, xem điều mà con tim của bạn thực sự muốn là gì. Những cầu vồng, những phước lành á, vẫn luôn chờ bạn ở phía trước, đang đón bạn. Và cho nên là hãy mạnh dạn đi. Nếu như mà còn đang ở trong vùng an toàn, còn đang sợ sệt một điều gì đó, hãy dũng cảm bước đi và bạn sẽ nhận được cái câu trả lời, sự hỗ trợ rất là nhiều từ vũ trụ. Ở đây ấy, nó cũng đòi hỏi bạn đó là hãy kiên nhẫn một chút với mọi thứ. Có thể là ở thời điểm hiện tại bạn chưa thể đưa ra quyết định ngay được, thì hãy dành thêm thời gian cho bản thân để đưa ra được một cái quyết định sáng suốt nhất. Đối với tụ bài này á, thì nếu như các bạn làm được những điều mình nói, đó là lắng nghe bản thân mình á, các bạn sẽ có một cái khởi đầu mới, bước đi với ánh mắt trời mới, với một cái chặng đường mới, với một cuộc hành trình mới, với nhiều phước lành, nhiều sự hỗ trợ hơn. Và tất nhiên rồi, những bài học mà bạn học được á, nó sẽ level, nó cũng sẽ cao hơn trước rất là nhiều. Đợi mình một chút, mình sẽ xem thêm nha. Hãy nhìn mọi thứ với một cái con mắt khác, hãy nhìn mọi thứ ở một cái bức tranh tổng thể, bức tranh lớn. Bạn cần ý thức là vì sao mà bạn cứ ở trong vòng lặp này mãi, vì sao mọi thứ nó cứ liên tục đến trong cuộc sống của các bạn, nó làm thay đổi nhận thức của các bạn. Hãy nhận ra được bài học thông qua những cái trải nghiệm cũ của bạn và rút kinh nghiệm nó. Chọn cho mình một cái hướng đi thật là đúng đắn. Mình hy vọng là cái thông điệp này á, nó có thể giúp các bạn trong việc đưa ra một cái sự lựa chọn nào đó. Và thiên thần nói với bạn rằng là không có gì phải lo lắng cả. Mình thấy là chắc chắn là bạn sẽ chọn được con đường đúng mà thôi. Đây cũng ở trong này còn có một cái thông điệp nữa, đó là hãy chọn cái con đường nào á mà các bạn cảm thấy là các bạn sẽ bình yên với trái tim của các bạn. Bạn sẽ tìm được cái sự bình yên, không có gì phải lo lắng cả. Mình thấy là sẽ sớm thôi, in the near future này. Còn bao xa thì in the near future, có thể sớm thôi các bạn sẽ đưa ra được cái quyết định cho bản thân. Hãy quyết đoán lên, hãy cố lên. Đó là thông điệp dành cho các bạn tụ bài số 2. Xin ra đến với tụ bài số 3. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 3, đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Với câu hỏi là còn bao xa, còn bao xa đây thì có thể là bao xa trong cuộc hành trình của các bạn. Khi nào các bạn sẽ nhận được thành quả, khi nào các bạn sẽ có trạm dừng chân, khi nào bạn lên level mới, hay là khi nào bạn đạt được thứ mà bạn mong muốn, tùy vào cuộc hành trình của mỗi người nha. Mình thấy là ở tụ bài này á, các bạn có một cái điều đặc biệt là các bạn có hai lá về về cá voi. Hai lá bài đều nói về cá voi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Có thể là cá voi sẽ là cái linh vật của các bạn, spirit animal của các bạn. Các bạn có thể search cái ý nghĩa khi mà cá voi nhìn các bạn nhìn thấy cá voi về cái hình ảnh á thì nó có ý nghĩa như thế nào trên Google, thì search bằng tiếng Anh nhá. Tụ bài này thì mình thấy là các bạn ở thời điểm hiện tại có thể cảm thấy rất là cô đơn, trống vắng, cảm thấy một mình giữa đêm đông lạnh giá. Các bạn cảm thấy như vậy thôi. Tuy nhiên thì mình
mình thấy là các bạn cô đơn lạnh giá, buồn tủi thật, nhưng mà các bạn cũng chính là cái người tự thắp lên cho mình những cái hy vọng trong đêm tối. Có thể là khi mà các bạn đang ở ngoài trời rất là rét ấy, đây là mình nói hình ảnh ẩn dụ nha, rét buốt ấy, các bạn đang rét rất là rét buốt, rất là cô đơn, thì các bạn cũng chính là cái người mà đốt cái đống lửa lên để sưởi ấm cho chính bản thân các bạn. Tức là các bạn biết là mình cần phải làm gì để xua tan cái cảm giác đó. Và có thể thời điểm hiện tại ấy, bạn đang phân vân giữa hai sự lựa chọn nào đó. Các bạn đang rơi vào cái tình trạng đó là có thể là không biết là cái bước tiếp theo bạn sẽ phải làm như thế nào. Và đối với những cái bạn chọn tụ bài số 3 này, mình thấy là các bạn còn rất là nhiều những cái vấn đề vướng mắc về quá khứ. Đó có thể là bất kỳ vấn đề gì nha. Công việc, tình cảm, gia đình, tình yêu với một ai đó chẳng hạn, thì lời khuyên dành cho bạn đó là hãy giải phóng những cái năng lượng cũ đó đi. Và có thể đối với một số bạn á, vẫn còn hơi tâm lý trách móc với một cái hoàn cảnh nào đó, với một ai đó trong quá khứ, thì lời khuyên đó là hãy giải phóng những cái trách móc đó đi, hãy tha thứ đi, tha thứ cho bản thân các bạn và tha thứ cho họ. Không phải tha thứ cho họ là để thể hiện mình bao dung hay thế gì cả, mà khi mà các bạn tha thứ cho họ ấy, thì cái người đầu tiên được lợi chính là bạn. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và thanh thản hơn rất là nhiều. Và mình thấy là sắp tới đây ấy, tụ bài, các cái tụ bài này, ba tụ bài ngày hôm nay á, đều nói là còn bao xa, thì mình thấy là sắp rồi. Các bạn sẽ có một cái bước tiến mới trong cuộc sống của các bạn. Các bạn sẽ gặp được, có thể các bạn sẽ gặp được những người bạn đồng hành mới, một cái cộng đồng, một cái nhóm nào đó ấy, mà khi mà các bạn gặp được được họ ấy, cái họ giúp cho bạn khai sáng được rất là nhiều điều, giúp cho bạn tìm ra cái chìa khóa để mở khóa bước đi một cái cuộc hành trình mới. Nếu như các bạn không gặp những người này á, thì có thể là đây có thể là những linh hồn hướng dẫn của các bạn sẽ cho bạn chìa khóa, sẽ cho bạn những dấu hiệu để bạn có thể mở khóa cái cuộc hành trình này. Đối với các bạn nam á, thì có thể người này liên quan đến một người phụ nữ. Còn các bạn nữ thì có thể đây chính là các bạn. Và muốn đi tiến lên phía trước ấy, hãy lắng nghe cái trực giác của bản thân bạn. Trực giác của bản thân bạn sẽ hướng dẫn bạn phải đi cái con đường nào. Và các bạn sẽ tìm lại được cái sự cân bằng mà thôi. Có những phép màu này, đây là phép màu đây, chờ bạn, đang chờ bạn ở phía trước. Ở cái tụ bài này nó rất là hay, đấy là nó có những cái cặp đôi lá bài á, đây, hai lá bài hình con cá voi, hai lá bài hình cán cân và hai lá bài có cái màu sắc hồng hồng rất là giống nhau. Thì rất có thể các bạn sẽ tìm được một 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 ai đó làm người đồng hành, đó có thể là soulmate của các bạn, đồng hành với bạn trên cái cuộc hành trình mới này. Và đây sẽ là một cái cuộc hành trình cực kỳ lớn, giống như là ngay lúc này á, cái cuộc hành trình tiếp theo này á, các bạn sẽ tỏa sáng này, tỏa cái ánh sáng của bản thân, các bạn sẽ dong buồm ra biển lớn, thay vì ở sông hay là ở ao trước đây, thì bây giờ các bạn sẽ ra biển lớn và mười xu những cái tất cả những cái điều trọn vẹn, hạnh phúc, vui vẻ về tiền bạc, về gia đình, về cuộc sống á, nó sẽ đến với các bạn. Và luôn biết rằng những phép màu á, nó không có giới hạn. Ở thời điểm hiện tại, nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi quá, hãy dành thời gian cho mình nghỉ ngơi và hãy tin tưởng vào bạn sẽ có thể tiến lên phía trước, có thể đến được những cái đích tiếp theo. Thật ra đối với tụ bài số 3 này á, mình thấy là các bạn biết là các bạn đang ở đâu, các bạn biết là bao lâu nữa bạn sẽ đến, các bạn biết là tiếp theo mình phải làm gì. Tuy nhiên, cái điều mà khiến bạn phân vân có lẽ là cảm xúc của các bạn. Tức là bạn hoàn toàn nhận thức được điều đấy, nhưng mà cảm xúc của các bạn nó khiến cho bạn quay cuồng trong sự cô đơn buồn tẻ. Sau đó mà khi mà bạn buồn cô đơn buồn tẻ thì bạn lại ngồi nghĩ linh tinh về chuyện cũ. Cho nên là nó gây ra cái sự giống như là không giải phóng được bản thân ấy. Ok, mình sẽ xem thêm. Nó
có những cái cặp lá bài ở trong cái tụ bài này rất là hay. Tại vì sao mà mình lại bảo là tìm, các bạn có thể sẽ tìm thấy một ai đó, một soulmate nào đó, có thể người này liên quan đến tình cảm lãng mạn nha. Tại vì mình cứ có cảm nhận gì đó về một cái cặp đôi, về một cái cặp đôi nào đó rất là đồng điệu với nhau trong trải bài này, thì mình bốc ra được lá bài này. Mình nghĩ là sắp tới đây á, công lý sẽ được thực thi, bạn sẽ đạt được cái thành quả mà bạn mong muốn bấy lâu. Và mình thấy là bạn sắp đến cái đích đấy rồi, bạn sắp đến cái chặng đường đấy rồi. Tuy nhiên có một vấn đề, đó là bạn có một vật cản, nó đang cản đường bạn. Đấy là hãy giải phóng những cái nỗi sợ của bạn này. Hãy giải phóng những cái gì thuộc về quá khứ đi. Rất là nhiều lá bài nói về really. Và hãy xuôi dòng, công lý, sự công bằng dành cho bạn á, nó sẽ đến thôi. Có một ai đó đang đến với cuộc sống của các bạn. Có thể là họ đang chờ bạn ở đằng sau cái cánh cửa rồi. Nhưng mà trước cửa của bạn bây giờ đang đặt một cái tảng đá, cho nên là bạn chưa thể mở cửa đón cái người này được. Cho nên là hãy giải phóng đi, hãy giải phóng bản thân mình đi. Bạn sẽ gặp người này trên chặng đường tiếp theo, và người này sẽ là cái người đồng hành cùng với bạn căng buồm ra khơi. Đây sẽ là một cái kết nối rất là đẹp. Nó rất là phép màu, nó có sự tác động của số phận. Hai người kết nối sẽ là cái kết nối từ trái tim đến trái tim. Đây là một cái tình yêu nó rất là đẹp. Mình không biết phải miêu tả sao nữa, tại vì mình cảm nhận được ở đây, đây là một kết nối đẹp. Cho nên là muốn đến được hành trình tiếp theo, muốn gặp được người này, bạn cần biết là bạn cầm trong tay chìa khóa đấy. Hãy mở cửa, hãy dọn dẹp sạch sẽ cuộc sống của các bạn đi và đón nhận một cuộc sống mới, một giai đoạn mới, một hành trình mới. Mình chúc các bạn có thể thực hiện được điều này. Đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye!